Tại Trung đoàn Minh Đạm, huyện Long Điền, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Trung đoàn trưởng Trung đoàn Minh Đạm. Theo đó, Thiếu tá Đoàn Thanh Tuấn, Tham mưu trưởng, đang phụ trách quản lý Trung đoàn Minh Đạm, bàn giao chức vụ chỉ huy Trung đoàn cho Thiếu tá Mã Lê Thành Phương, người được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bổ nhiệm giữ chức Trung đoàn trưởng. Đến dự có Đại tá Phạm Kinh Kha, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hội nghị đã tiến hành thông qua biên bản bàn giao chức vụ Trung đoàn trưởng Trung đoàn Minh Đạm từ Thiếu tá Đoàn Thanh Tuấn, Tham mưu trưởng Trung đoàn cho Thiếu tá Mã Lê Thành Phương. Đại tá Phạm Kinh Kha, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị cũng như của đội ngũ cán bộ Trung đoàn trong thời gian qua, đồng thời nhắc nhở Đảng ủy Chỉ huy Trung đoàn Minh Đạm tiếp tục phát huy sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ. Đội ngũ cán bộ Trung đoàn tích cực nghiên cứu, học tập, rèn luyện, không ngại khó, ngại khổ, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao phó.